Thì cái mặt hàng mới của Diễm là nó nằm trong cái thùng này này, nhưng mà chưa có khui ra được, phải chờ anh đầu bếp tới thì mới khui. Và sẵn thì Diễm giới thiệu sơ lại các mặt hàng của Diễm luôn. Cái này là bồng ngư hàng size to nha, size rất là to, 2, 4, 6, 8, 10, 11 con. Thì giá của nó là 570 ngàn một ký. Đó, nhìn rất là ngon luôn. Và mặt hàng thứ hai ấy, là cái giá này thì mọi người biết là tiền nào của nấy. Bào ngư này gọi được mình danh là bào ngư ngon nhất rồi. Bào ngư Úc Viền Xanh hàng thiên nhiên. Thì cái này là giá 2 triệu một ký. 2 triệu một ký, còn cái này là 570 thôi. Đúng rồi. Ồ, 1 ký là khoảng mấy con mà Diễm? 1 ký là size từ khoảng cũng 10, 11 con. Bây giờ thì Diễm sẽ thử cắt hộp. Thì cái này thì mọi người, bào ngư hàng thì mọi người quá là rành rồi. Còn cái bào ngư Úc này thì Diễm sẽ bóc hộp ra cho mọi người xem. Cái hộp này làm quà rất là sang nha. Đây là bào ngư Úc nha các bạn. Còn cái 570 này là bào ngư Hàn Quốc. Và đây là hàng thiên nhiên 100%. Bạn ăn cua các bạn sẽ thắc mắc là bạn ăn cua ở đâu mà không thấy đây. Thì bạn ăn cua đang ngồi xẻ trái sầu riêng các bạn. Rồi một xíu nữa thì mình sẽ mời các bạn dùng sầu riêng luôn. Trời, ăn thèm sầu riêng hả? Thèm quá, hồi nãy trước khi qua là đã. Đây là diễn viên chính cùng với bạn Diễm. Nhưng mà hôm nay là trong lúc đang quay thì lại thèm sầu riêng quá các bạn ạ. Trái này là 3,8 kg. Ồ, nhìn nó ngon ghê ha. Chín đều này các bạn này. Đó, 3,8 kg. Thôi, bạn anh cứ ngồi thưởng thức sầu riêng đi. Diễm cứ giới thiệu sản phẩm đi. Đây, mình trở lại với sản phẩm của Diễm. Thì đây, Diễm vừa bóc một cái hộp bào ngư Úc ra rồi nè. Thì đây. Ồ, nhìn nó đẹp quá ha. Size đó rất là to, 2, 4, 6, 8, 9 con. Cái này nó to hơn bào ngư hàng nha. Cái vỏ xanh này để cho mọi người thấy cái sự khác biệt nè. Đó. Cái này là hàng thiên nhiên nha. Thì đây là một cái mặt hàng mới của Diễm, thì cũng có nhiều khách gọi nhưng mà chỉ là khách quen là Diễm giới thiệu hàng thôi. Thì hôm nay mới có dịp để giới thiệu cho các bạn. Mình sẽ cắt cái túi ra luôn. Đây, bào ngư xanh của Úc nha các bạn. Vỏ nó xanh như là màu ngọc chai ha. Ngọc bích đi. Ngọc, ngọc bích. Cái khảm chai ngoài Bắc mình hay gọi là khảm chai, cái màu xanh xanh nhé. Cái màu này là họ phong thủy với mình nè. Tặng bạn là anh luôn. Chế biến luôn. Đang mình cái này thì hôm nay á, là Diễm sẽ làm cái món đó là mình sẽ hấp thôi để cho mọi người cảm nhận được cái độ cái cùi nó coi có dày không và nó như thế nào. À, 9 con nha các bạn. 9 con, cái này thì nó to hơn bào ngư Hàn Quốc một xíu các bạn ạ. Nhưng mà nó đặc biệt ở cái chỗ là nó là hàng thiên nhiên 100% của Úc. Cái nên là giá nó gọi là gấp 3, gấp 4 lần luôn các bạn ạ. Cái bào ngư hàng này ra luôn nha. Lâu lâu mới có dịp là khui hàng bóc tem cho mọi người xem. Đấy, đây là bào ngư Hàn Quốc. Đã mạ cái lớp băng bên ngoài ấy. Cái lớp bóng bóng ở ngoài là gọi là một cái lớp nước đá đó các bạn, gọi là mạ băng đấy. Chứ không phải là đông cứng cái con bào ngư lại như bình thường đâu. Bên này là 570 này. Bên này là 2 triệu mấy? 2 triệu một ký. Đấy, hai con bào ngư nó khác nhau hoàn toàn nhé các bạn. Cái này là loại size to nhất thôi này. Ừ, loại size, thật ra thì bào ngư Úc nó còn size to hơn nữa nha. Nó to như cái bàn tay mình nhưng ấy. Nhưng mà giá thì nó rất là cao. Tầm khi là 4-5 triệu một ký còn có. Nhưng Diễm nghĩ là cái này là dễ ăn nhất nè. Nó dễ chế biến. Nó phù hợp để mình chế biến các cái món ăn trong gia đình nhé. Những cái con to mà nó tới 1-2 con một ký thì nó to quá các bạn ạ. Và một cái mặt hàng quen thuộc. Có một cái là sẵn các bạn ăn cua đây, mình sẽ bóc luôn là một cái món mà cũng là rất là yêu thích của bạn ăn cua. Đó là trứng cá hồi. Đó. Thì cái này là giá là 2 triệu rưỡi một ký. Mắc hơn cả bào ngư Úc luôn. Nếu bạn ăn thì ăn đồ nhiều thì anh biết là cái trứng cá hồi nó rất là giá rất là cao. Hôm giờ bạn Diễm đã bán được ký trứng cá hồi nào chưa? Mình bán được chắc khoảng là 4 ký. 4 ký trứng cá hồi. Chưa làm clip nha, nhưng mà khách quen là mình giới thiệu hàng thì đã mua 4 ký trứng cá hồi này rồi đó. Tức là tương đương với 10 triệu. Đúng rồi. Thì cái trứng cá hồi này á, là Diễm có bán cái size 500 gram. Thì cái hộp này là 1,250 triệu. Rất là tiện để mọi người. Tức là một hộp nửa ký. Để họ đóng trong cái hộp gỗ luôn hả? Hay nhỉ. Nhìn cái hộp đó là mình thấy chất lượng này đúng không bạn anh? Nhìn cái cách mà người ta đóng gói á, thì cái hàng nó đảm bảo được là nó tươi hơn khi mà tới tay của khách. Này chắc là nó ngâm tươi sẵn hết rồi. Mình chỉ ăn thôi, đâu làm không. Mình rã đông ra xong mình ăn thì chỉ sao chung đi bình thường đấy. Cái hộp đẹp ha. Đây. Nó to như là trứng cá tầm á ha. Nó chỉ khác là trứng cá tầm màu đen, còn cái này là màu cam thôi. Đây. Ôi hấp dẫn quá. Cái này mình sẽ để rã đông tự nhiên nha.
Tức là một hộp này là 1.250.000 nửa ký các bạn ạ. Trời ơi. Cái lớp bọt cũng thơm. Thì cái này ăn gọi là cái giá trị dinh dưỡng nó cực kỳ cao luôn á. Lần đầu tiên mình thấy cái trứng cá hồi kiểu này đó, thì không biết là ngoài mà ăn sống thì còn ăn được cái kiểu gì đúng không bạn chứ? À, cái này thì mình ăn trứng hấp, trứng hấp bỏ vô. Hấp. Ăn với trứng hấp ngon lắm. Bạn Ánh thì kiểu là làm theo kiểu trứng hấp mà kiểu món của người Nhật ấy. Hoặc là mình có thể là nấu cháo xong rồi mình cho vào cũng ngon. Nhưng mà cái này là ngon nhất là ăn sashimi rồi. Ăn sống. Sashimi đó là ngon nhất rồi. Đấy. Mà này chắc là rã đông một lần thôi chứ đâu có đông lại lần hai lần ba đâu. Đúng rồi, không nên đông đi đông lại, ngay là khi mà mình cái lúc mà mình rã ra thì rã đông là phải ăn hết. Khi mà mình chưa ăn cái nào chưa ăn thì mình chỉ rã theo đúng cái phần để mà để nhỏ mình ăn bao nhiêu thì mình rã bao nhiêu thôi. Đúng rồi, đó là một trong những cái món mới mà Diễm cũng rất là tâm đắc. Và với cái phần để ăn sashimi nữa thì mình còn một cái món mới nữa. Trời ơi, cái món này cũng thích nữa. Cực kỳ thích. Phong thủy của bạn Ánh có màu đỏ không? Có luôn. Cái này là cá chích ép trứng. Cá chích ép trứng. Đúng rồi. Nhìn cái màu nó đẹp quá ha, nó sao màu cam cam giống cá hồi quá ha. Cái này là cái trứng á, trứng cá chuồn á. Trứng cá chuồn, còn thường á là ăn cá chích ép trứng là nó màu vàng giống như trên cái bìa. À đây nè, màu vàng vàng này. Với cái cá chích ép trứng này là giá của nó hiện tại đang là 620.000 một ký. Đó là với cá chích ép trứng này, một cái như thế này có nghĩa là 6 thanh cá. 620.000 ký. Để mình lấy cái dĩa sầu riêng của bạn Ánh lại đi cho bạn Ánh cứ ngó sang bên này các bạn ạ. Đây này. Bóc xong rồi mà chưa dám ăn. Ngon lắm. Để đó cho bạn Ánh hửi đi, muốn ăn thì cũng được luôn. Bây giờ là ngay đầu mùa của sầu riêng. Diễm ăn không, đút cho Diễm miếng nè. Không, để bây giờ đang tâm huyết giới thiệu hàng đó các bạn, bạn Ánh cứ dùng trước đi. Giới thiệu nhưng mà không có bán sầu riêng mà. Ăn rồi, không có bán sầu riêng. Đây, cái cá này thì dùng để ăn sashimi cho nên là mình cũng để rã đông tự nhiên nha. Đây. Mình thấy các mặt hàng bạn Diễm bán giống như là trong một cái nhà hàng sushi luôn ha, sashimi luôn ha. Thì hy vọng là nếu mà cái dịp lễ 30 tháng 4 này nè, là cái buổi mà mình tụ họp gia đình đó, các bạn cũng làm đại tiệc thì gọi cho Diễm nha. Đẹp nha. Nhìn cưng chưa? Cái này mình cũng để rã đông tự nhiên nha, sau đó mình thái lát là ăn thôi. Thì ngon lắm các bạn ơi. Cái này thực ra là dùng để ăn sashimi, ăn sushi, nhưng mà mình nhìn thì mình lại liên tưởng tới cơm các bạn ạ. Này ăn cơm. Ăn cơm thì mình sẽ giới thiệu cái mặt hàng này. Đó là lương Nhật. Đây là con lươn. Đúng rồi, cái này lương Nhật thì các bạn chỉ cần cho vào lò vi sóng này, hoặc là mình rang đều trên cái bếp lửa một xíu này, là ăn với cơm là hơi bị ngon luôn. Cái này là giá là 920.000 một ký, nhưng mà đặc biệt là mình sẽ có bán cái loại một cái tép thế này nè, là 200 gram. Đây, một cái gói như này là hai lạng, khoảng 140 mấy ngàn ấy. Thì nói chung là mình bán theo ký, còn mọi người nếu không muốn mua ram thì mình sẽ tính theo ram. Một cái này là 200 gram này, ăn vừa đó nha, dễ chừa, hồi còn ăn hải sản nữa. Và một cái mặt hàng mới mà tiếp theo mà Diễm sẽ giới thiệu nữa đó là hải sâm. Chỉ có riêng duy nhất trong những cái mặt hàng mà Diễm bán chỉ có loại này là hàng Việt Nam thôi. Hải sâm này thì đã làm sạch rồi, sơ chế xong hết rồi. Và mọi người về chỉ cần rã đông rửa sạch lại là chế biến thôi. Với cái hải sâm này là giá là 590.000 một ký nha các bạn. Đó, và Diễm có hộp 500 gram. Nó mắc hơn bào ngư một xíu ha. Đúng rồi. Bào ngư Hàn Quốc là 570 một ký. Còn hải sâm này là hải sâm Việt Nam nha. Hải sâm này là 590.000. Còn ngoài ra thì còn hai mặt hàng này thì có lẽ là cũng không phải giới thiệu nhiều nữa đâu. Đó là hạt sò đỏ. Đây, hộp sò đỏ này là 820.000 một ký. Và với một cái còn sò điệp siêu to khổng lồ này, giá của nó là 720.000 một ký. Và tất nhiên sẽ còn một mặt hàng đinh nữa, đó là bạch tuộc Nhật. Và bạch tuộc thì nó cũng đang được đóng trong cái thùng cá này một xíu nữa. Khi mà mổ cá thì mình sẽ lấy bạch tuộc ra cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình chờ bạn Ánh đón anh đầu bếp lên rồi mình sẽ khui cái thùng này nha các bạn. Thùng này là trong này đặc biệt là một con cá hồi 7 kg và một con bạch